tu hành nói buông xả là không có tình cảm Ai đến với quý vị Con người mà không có tình cảm giống như cái cây ấy, Mà nó khô mũ ấy. Hiểu chưa? Thì nó héo ho mà chết Nên con người ấy, đặc biệt là có tình cảm Tại vì cái cõi này, cái nuôi sống mình là tình cảm Mà mình đá đổ tình cảm sao mình sống trong cõi này Hiểu không? Tài sắc danh thực thì Nó nuôi cái cái mạng sống của mình ở cõi này còn huệ mạng thì phải cần phật pháp để nuôi hiểu chưa thăng mạng đã chết rồi lấy đâu để nuôi huệ mạng thăng đã chết rồi huệ mạng đậu ở đâu huệ mạng đậu vào cái thăng còn sống nên phải nuôi thăng sống lấy phật pháp nuôi tâm đến một ngày nào tâm kiên định mạng có chết đi thì Linh thức cũng được Phật Di Đà rước về cực lạc Đúng không, quý vị? Bây giờ quý vị thấy cái vốn của mình nó chưa đủ Phải cần dùng cái thang Cái xe này nó chạy từ đây đến dưới biển Vũng Tàu Nhưng nó chạy mới có nửa đường mà nó nó hư xe Thì đi đây xuống đó cũng vất vả lắm Cố gắng mà dưỡng chiếc xe Đi đi cho tới Vũng Tàu hả bỏ xe Hiểu không? Đó Đoạn đường này đi mà phải nhờ cái xe này chứ Nên những đức nói là Bu xả nhưng phải biết dưỡng thân nó Phải dưỡng nó Để nó coi được một chút Để nó dễ độ xanh trong cõi đời này Trời ơi mình Trước công chúng mình nói mình hô Xấu đường gì thế Chứ cỡ nào cỡ thì cũng đâu có tệ quá chợ Chứ nếu như mà nó bèo nhèo Nó xấu xí luôn chơi với văn tầm cỡ cũng không được đâu quý vị ơi sao mạnh dạn thấy không cỡ nào cũng phải có bụng một chút chứ <laughs> hiểu không nó nó cỡ nào cũng có bóng bẩy chút Tự tầm phơ tí phèo mà quý vị nói bị khùng ba chợ rồi nói bị xấu xí mà khùng ba chợ thiệt xấu xí người mẫu ca sĩ nó tìm quý vị hả không có cửa đó đâu nó mắc cỡ chết mồ á tìm quý vị nếu quý vị khùng ba chợn thiệt xấu xí thiệt ai mà chơi với quý vị bây giờ tôi nói thiệt quý vị cũng không đến đây tìm tôi nữa tự nhiên bỏ công ăn việc làm đi đến đây tìm ông khùng ba trận ông tàu lao đi tìm chi đúng không cái này phải xác thực vì ít gì người ta cũng biết người ta làm sao nhưng mà người ta nói vậy đó chứ không phải đi làm gì nếu như vậy thì ai thì tìm mình hiểu không phật pháp đi ngược dòng nước quý vị ô à. phật pháp đi ngược dòng nước nên khi mà mình mà có danh tiếng á thì phải hạ mình thấp để người ta nâng mình cao còn khi mình chưa có danh tiếng đừng có hạ mình đã không có gì chứ hạ mình ở đâu mình không có cái gì thì phải tạo ra cho có chứ đừng có hạ nữa hạ đâu mình đã tuốt ở dưới hạ gì nữa Ví dụ như mình đã 12 tầng địa ngục rồi mà hạ xuống nè Xuống 18 tầng hả Mình cỡ nào cỡ cũng phải cao Thì mình hạ xuống Dài mắt nó cũng không ăn thua nữa Mà nó càng muốn nâng mình lên Hiểu không? Đó là người càng có danh tiếng Thì càng hạ xuống để người ta nâng mình càng lên Ta nâng mình Nên những đức nói người trong chùa nói tự tôi thì tôi sắp xếp tôi nói vậy đó Còn mấy người có gì đâu mà hạ mấy người đã chưa được cái gì trơn thì cứ bình thường mà sống đi, đi hạ cái gì, tự nhiên nghe vậy rồi cái tự nhiên cũng dùng cái câu như thế, tôi khùng, tôi xấu, nó không ông ông nói cái câu này nó không có kết quả gì chứ tôi nói thì nó có kết quả, còn ông đừng có nói câu này, tại vì ông đâu có phải vậy, còn tôi nói là nó có kết quả, mọi người nó có trọng lượng khác nhau, em <laughs> quý vị, nên trí tuệ là như vậy đây nên cái đó là cái nhận thức đó quý vị đó là cái việc mà gọi là muôn bính, biến dạng hóa muôn biến dạng hóa trong phật pháp để mà mình áp dụng mình sống mình mình giúp người đó là những điều quý vị nghe những tiết nói phải phật pháp này sống động không quá sống động luôn đúng không đâu phải là văn tự xa vờ đâu mà tôi nói xác thực vào cái cuộc sống muôn biến dạng hóa trong phật pháp luôn các vị nghe tự mà tiếp nhận nhận thức đi đó nhưng nói tóm tắt lại quý vị là người học phật thì nhìn quý vị cái là muốn học phật à nhìn quý vị là người ta muốn học phật à tùy quý vị nhìn quý vị như bà khùng thì không ai học đâu nó thiệt luôn á nhìn tu chứ còn bu xả nhìn như bà khùng thì không ai học đâu tóc tai bùm sùm mặt mày tèm nhem túc nhút đến gần hồi rình trời ơi chắc ta chạy mắt dép luôn không ai học thêm mấy cô đâu chồng nó cũng đuổi ra khỏi nhà nữa <laughs> thấy mày học phật nó nhìn mày giống con ma quá đố mà nó học theo quý vị nó thấy không đó nên nghe gì đi để mà mình học phật buông xả là buông cái tâm buồn phiền á buông cái tâm ích kỷ nhỏ mọn đó. buông cái tâm chăm chích đó. buông cái tâm nó rác nói quý vị thấy một bài giảng không từ đầu tiên nhắc quý vị để khơi dậy tính tâm cho quý vị có góc độ nhìn được cái cảnh cuộc đời này về thiện ác đó đó, đó cái bài học tập quý vị thấy để ý từng đoạn từng đoạn đó đúng không rồi mở rộng ra nhân sinh cho quý vị rồi phát triển thiện pháp của nội tâm từ hình tướng và thăng tâm đều phát được thiện pháp từng cái chút 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 quý vị nghe một bài giảng thì vị thấy nó quá rộng luôn á không? Không? không chứ mình đâu có cái tâm mà nói ai đâu tự ai nghe mà xem lại cái tâm mình những đứa cũng xem lại cái tâm mình chứ mình nói là giống như phật Pháp giống như là mình 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 mở rộng nó ra để cho mọi người xem xem rồi coi lại mình xem rồi coi lại mình nó nó hay lắm quý vị nên học Phật xem lại cái tâm mình đi có mở rộng tâm lượng không à. nó mở rộng tâm lượng là ngay cái chỗ đó, là bây giờ bị buồn giận người ta còn lâu không buồn lâu nguy hiểm Ai biết tối hôm nay nó chết thì sao không? biết đâu nó chết chết bất tử thì sao mà cái nỗi buồn nó chưa mở ra thì nó chết là nó kết nghiệp chết là nó kết nghiệp nghe đó nên nhớ nè đừng có bao giờ than thăng trách phận rằng tôi quá nhiệt tình mà sao đối xử với tôi như vậy Cẩn thận nha Nhiệt tình mà cũng đọ đó Vì sao? Tôi quá nhiệt tình rồi. Tại sao đối xử với tôi như vậy? Thì Phật Bồ Tát trả lời Phật Bồ Tát mới trả lời nói Trả lời sao? Thì con quá nhiệt tình Thì đối xử với con như vậy Đối xử chù dập con Tệ bạc với con Xem thường con, mắng chửi con vì cái nghiệp chướng của con Nếu không giải quyết vấn đề này Thì con phải dính lại tam đồ ác đạo <laughs> Con đừng có quỳ trước ta con nói Phật A Di Đà ơi Con tu con ăn chay niệm Phật Mà con sống thiện quá mà con đi chùa xuống <laughs> Bao việc thiện con làm Mà tại sao Phật A Di Đà để cho con khổ như vậy Phật Chửi mắng la gầy con rồi coi thường con Hà hiếp con quan ức con quan quá Phật 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 Thấy không Quý vị chỉ cần nói cái câu này là biết quý vị là người không tiếp nhận được đạo Không tiếp nhận được đạo Thì chỉ có Phật mới nói với vị nghe được cái câu Con muốn giảng sanh không? Dạ muốn Nếu con muốn giảng sanh vì sao con không trả nợ đi đúng không thí dụ như cái nợ trong tù thì phải vô tù thì trả nợ tù nếu không trả nợ tù thế gian thì chúng ta trả nợ tù trong địa ngục âm phủ tù thế gian thì là thời gian ngắn ngủi còn linh thức mà nhập vào tù âm phủ thì muôn kiếp không biết chừng nào ra chọn chỗ mà trả đi chọn chỗ mà trả đi còn bây giờ mình sát sanh hại vật bây giờ chỉ bị ung thư cục tay cục chân thịt da lỡ lét nó chỉ trả thế gian Còn không trả thế gian Thì ở dưới âm phủ nó cứ chặt suốt Chặt tay, chặt chân, móc mắt Lóc thịt, mổ bụng, môi ruột Đập bể đầu, bể cổ Làm hoài Không gián đoạn Còn ở thế gian Bạn chỉ chịu ung thư Bị xe cán gãy tay, gãy chân Hoặc là bị chuyện này, chuyện nọ Là trả thế gian nếu như bạn trả xong thì giải quyết xong cái địa ngục ở âm phủ, rồi bạn lại tính nguyện niệm phật nhờ cái tính nguyện niệm phật đó mà phật ai đà rước bạn về cực lạc chấm dứt khổ đau đúng không sao bạn không trả trả hết trả hết trả hết kể từ đây hiểu chưa đừng có than vang nghe Bà nào mà nghe tôi giảng mà lỡ mà còn mét chồng con là tôi quýnh với bà đó <laughs> Nói rõ ràng là còn gì Dù cỡ nào cỡ thằng chồng đối xử tệ bà cỡ nào Nó quýnh đập cỡ nào Cũng không bằng một cái góc nhỏ của một phần tỷ Ở dưới địa ngục nữa Nó đánh vài cái ăn thua gì Nó cho chỏ lên gói vài cái Ăn thua gì Nó quýnh đi xin đi Ăn thua gì có mà có nhiều chồng nó đánh như cine vậy đó đánh như phim hành động đó. có cái bà đi Hởm trên thành phố kìa trời ơi cái, cái đòn mấy cô cái gì á mà quay camera lại đó trời ơi nó quýnh gì mà thấy ghê nó tán một cái bớt văng vô cái gỗ cái gỗ mà đựng rau bự bự xong cái nó đi vòng gan nó, 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 nó lấy chân nó đạp vô cục cục một cái đơ, 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 đơ. Đó đi vòng ngang nó nó lấy chân đập dập vô cái mặt đập 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 vô mặt đơ hết biết rồi nha rồi nó đi ngang nó cầm đồ nó quất vô đầu quất quất quất, quấn thấy ghê thiệt. Coi thì coi đúng là thấy ghê nhưng mà đó chỉ một phần tỷ của địa ngục một phần tỷ của địa ngục hiểu chưa đó đừng có nói mà nói mà mà mà, mà nói mà là đau khổ khóc lóc gì không trả ở đó nó xuống địa ngục đó mình cũng đã từng đánh nó như vậy bây giờ nó mới đánh lại không có nhăn sao có quả Thôi cái này tôi nói hoài bây giờ cũng nên nói nữa mà mỗi lần nói là mỗi lần mấy bà cỡ mở mà chỉ cần mà không nói hai ngày thôi là mấy bà chết liền có không nó đừng nói chuyện giỡn nó tin sâu nhân quả dễ lắm hả à. câu đầu tiên là tin sâu nhân quả ăn tội nghe nói tin sâu nhân quả nghe tin sâu gieo nhân gặt quả nghe đừng nói chuyện giận chứ nó không có nhân sao có quả nói, có cô kia cô nói con bây giờ cũng muốn giảng sanh cũng muốn thiền tu cũng muốn cố gắng tu cuối cùng mới hai tuần sau mới có bầu mới gặp như lúc nó thở thầy thầy đúng rồi Mới vừa tu lên lên có một chút. Tiên tiên tu có một chút. Hồi đó giờ không có bầu, tự nhiên giờ có bầu. Nó có bầu thì đẻ đi. Nó bây giờ bà có chồng bà có phải có bầu chứ. mà than than trách phận cái gì? Nó nó đến với mình mà, hay chưa? Nó lạ lắm. Giống như bà thấy ở Hà Nội. Ồ thấy tội nghiệp thấy ghê. Mà tao thiệt tình thấy tội nghiệp thiệt lấy nguyên bài giảng như đứa tổ chức với quan âm mà cái bụng bự trên bành có bầu tợ ờ, bởi vì tôi coi mà tôi nói mà tôi nói thiệt cái hình thức mà giống như tôi nè những đứa nói với mấy anh em trong chùa tôi không nói ai tự suy nghĩ tôi nói mấy anh em trong chùa mấy anh em cảm thấy nhìn bả mà mấy anh em cảm thấy ngại mắc cỡ hình tướng sức gia như mình mà không làm được như bà thí có bầu bả ngoài miền ngoài phải ở đâu á Vậy mà bà tổ chức lễ với quan âm mà gần 500 người đến lại Nó mang bụng trình binh vậy nè Nó lấy nguyên cái đoạn cúng điếu thực của nhân đức nhân đức Gia trì chú thực diệu già đà với cầm gạo làm nè Tự mình coi mình thấy xúc động thấy ghê bụng trình binh vậy nè bà Đứng mà tổ chức cho người ta tu mới ghê chứ Với quan âm mà nghe nói lại hơn một ngàn lại quan âm Còn du lan mới đây mà tổ chức đông y y luôn mà các phái đoàn khác lợi tu chung với bà mới ghê chứ Nói vì coi có nhiều người mà đi tu đó Mà không làm được như bà đó Còn bà có bầu mà bà làm được vậy đó Thấy không phải tin đó quý vị ơi Phải tin pháp môn tịnh độ <laughs> Thấy chưa Coi đi Coi công đoạn của bà đi rồi thấy Ồ thấy mà xúc động tới ghê Xúc động nhất là Như đức gia trì mà bà dạy gạo mới ghê chứ đức gia trì mà bà dạy gạo Mà trong cái máy á ông bắt cái tivi lên là những đức giảng người ta ngồi người ta nghe đâm rấp vậy đó rồi xong ra phóng sanh những đức đọc bả chắp tay thả chim những đức không à mà bả đứng cái là bả làm gì mà bả tập trung gần 500 người đơn giản không? trời ơi mà như, bởi vì Nhân đức nói với cái ông huynh đệ ngày xưa ở như đức hơn 10 năm như đức nói những đức nói đúng là ông hết thờ Ông ở bên cạnh tôi hơn 10 năm giờ mà ông bước ra ông có ngôi chùa Mà chớ hay tôi thấy ông làm được một cái chương trình gì mà giờ đi ghê lắm Tôi nói ông mà đi ra khỏi tôi là ông hết thờ Ông càng tệ Đi long nhong long nhong long nhong Để chùa cho chị cho em coi Trời ơi thấy chưa Tôi nói ở bên 10 năm mà không nhìn được một chút Nên những đức nói cái người mà đã không có tâm học đạo Thì dù ở bên Phật bây giờ cũng không được nữa Đừng nói chứ ở bên chúng sanh Nói thiệt á có tâm học đạo giờ ở bên chúng sanh cũng làm phật còn đã có tâm học đạo không học đạo rồi dù ở bên phật cũng không được gì ta làm bao la vạn trượng mà ở bên người ta hơn 10 năm chờ vậy mà bước ra không làm được một trò trống gì hết chứ bây giờ đi vòng vòng long nhong long nhong nhong như thế nên quý vị phật tử à đọn sạch những cái tên long nhong nó đi đừng có tạo điều kiện cho nó càng có nhiều thì càng phiền phức nhớ nghe để cho nó chạy về nơi an chú mà tu Vậy thì đạo pháp thịnh vượng tốt đẹp Hãy nhớ Nên mình phải có cái tâm gì đó Để mà gọi là hộ trì tam bảo Như Hòa Thượng bây giờ 82 tuổi Mà giờ ra ngồi coi công trình ngoài kia Tại sao bây giờ không nghỉ đi Thì cũng như những đức nói thôi từ đây đi qua đây phải đi hết đoạn đường thôi Tôi cũng vậy Tôi biết đi được từ đây qua đây không hay tôi đi từ đây tới đây Leo đây ngồi nói chuyện vài câu đi Thấy không Nó nên bây giờ 82 tuổi mà giờ đang ngồi coi công trình ngoài kìa nó, bây giờ làm cho ai Thì cái là trách nhiệm của cuộc đời người thôi Hết lòng thôi nó cứ hết lòng hết dạ đúng lương tâm mình đi Nó nên những đức mong mấy anh em trong chùa Những anh em trẻ xuất gia này rồi mấy anh em cư sĩ trong chùa Ở chùa này cố gắng lên Đây là cơ hội hòa thượng tạo dựng cơ ngơ Còn mình lại có phương pháp tu Lại có sự huynh mình dẫn dắt Lo hết dân Mà không cố gắng Tìm ở đâu Tìm ở đâu Những đức nói ở chùa mình làm không hết chuyện Mà đi tìm ở đâu đổ xanh trời Ở đây người ta về ao 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 Mà phải ở đây làm đi Thì nó ngon biết mấy nó nên mình sống mình đừng có bao giờ trong lòng mình hẹp hòi rồi mình đi tự hại mình trời ơi những đức nói như những quan ở đây đâu phải là cùng thời xuất gia bên nhuận với những đức đâu mà đệ tử của thầy bên kia mà thầy thích niệm phật thầy những quan thích niệm phật rồi ông qua bên đây nhưng mà người ta nhìn là người ta nhìn ai người ta nhìn là nhìn người có tâm quyết dù không phải là huynh đệ ở bên cùng một chùa thầy xuất gia cho nhưng mà người ta có tâm quyết Sức gia nào cũng chọn hết chứ Anh em ở đâu cũng đến đây cũng có cơ hội Nhưng chỉ cần thật lòng với Tam Bảo Nhiệt tình vì chúng sanh Hiểu không? Nên con của mình Khi những Đức đọc cái câu chuyện mà vua Thuấn Vua Thuấn có con trai mà sao? Mấy cái ông gì vua nghiêu chứ Vua nghiêu có con trai Mà lại là giao ngôi ngai vàng lại cho Thuấn Bá quan văn võ nói tại sao không giao cho con trai Con trai của tôi nó dở quá Giao cho nó thì khổ cho người ta Còn thứ này được nè Giao cho nó Người xưa đã làm lên cái việc đó rồi Chúng ta là người sau này cũng vậy Dù là thăng bằng quyến thuộc mình mà không ra gì cũng cho quan bên đi Người ta xa lạ nhưng người ta có tâm gì chúng sanh Hãy cho người ta cơ hội để giúp chúng sanh Đúng không? Nên tôi tôi dùng người cũng vậy đó Anh em ruột bên cạnh gần gũi thân thiết huynh đệ Nhưng mà người nào dù ở xa đến mà làm được chuyện Vì tam bảo vì chúng sanh là tôi cho công việc người đó làm Còn cái người nó đã không có tâm quyết mình giao cho nó làm cho người ta khổ chứ làm gì Mình hãy đưa cho người ta với cái trách nhiệm khả năng nào mà người ta làm được nó nên cái chuyện mà nói mà Ở trong đạo nó phải có trí tuệ này Mà đời cũng vậy ngay quý vị Người ta dù là không phải người thăng Nhưng người ta lại có tâm huyết Cho người ta cơ hội đi Đó mới có phước quý vị ơi Giống như Hòa Thượng này nói như Đức Ông ti là ông đến đây ông sao Nhưng ông lại có cái duyên này Tôi để cho ông làm nó Mỗi người nó có nhân viên khác nhau Nên ông cố gắng đi Ông thấy tôi năm nay 82 tuổi Mà tôi còn ngồi coi công trình Tôi ngồi để làm gì Không lẽ tôi đi giả trang Dạ cho chi nữa Thật lòng mới làm chứ Ngồi ngoài mưa ngoài nắng Chứ chống gậy lụm cụm Thấy không Đó cũng là một tấm gương để mình nhìn Mình thấy rằng Sống tặng đáy lòng Hết lòng hết dạ mà về chúng sanh Thì mình người trẻ Mình từ nan cái gì Mình cũng phải nỗ lực Nên những đức cũng cố gắng hết lòng Nên Phật tử mà về đây cũng vậy Phải hết lòng hết dạ hộ trì tam bảo mình làm sao mình biết chọn đúng nơi đúng chỗ để mình hộ trì hiểu không nơi nào mà nhiệt tình là tốt đó còn nơi nào mà có hai ba người thì mình cúng cho người ta đủ sống hai ba người không có duyên tổ chức cho ai tu hết chứ thì mình cúng cho người ta đủ ăn đủ sống để người ta tu được rồi hai ba người thì sống hai ba người còn đây thì hai ngàn người thì cũng khác phải công nhận không Bây giờ quý vị đem cúng cho ba người mà lỡ đem chỉ cúng cho hai ngàn người vậy ba người sao chia cho hai ngàn người, người ăn Thì ba ngàn người thì cái vốn ba ngàn người cái gì? Ba người thì cái vốn ba người Còn hai ngàn người thì phải cái vốn hai ngàn người Đó cái đó là tôi chỉ rất là xác thực Nói kỹ cho nghe <cười> <cười> Hiểu không Nó quý vị thấy làm chuyện lớn mà Nó, Nên khắp nơi nơi thấy những đức mà làm máy nghe pháp tặng người ta có cơ hội chung tay nó chung tay với ông thầy để làm nó không khéo ông thầy ông bể xô bể xô chốt mất tiêu luôn nó, đừng nói chuyện dân chứ hiểu không nó nên nó mình á, quý vị à nhìn để mà mình kết hợp phù hợp để mà phát huy nó gì thì nó đặc biệt dữ lắm nó đi về chùa bị nghe như đức nói toàn là mở tâm lượng không à mở tâm lượng nên cái phật tử mà đi về chùa mình á quý vị cũng không đến nỗi tệ quá không tệ quá thấy cái vàng phật tử mà chủ nhật á, ồ viết rồi thấy nhiều người cũng xe cộ đùa hết chợ thôi tôi mừng giùm cho đi tu mà vậy thấy cũng mừng bước vô chùa thấy ngôi chùa phật tử toàn là được được không không đến nỗi đói khác thì <laughs> hiểu không mình hướng dẫn ta tu mà người ta được thì mình mừng cho người ta thấy không nó thầy có cơm thì trò cũng có cơm trò có cơm thì thầy có cơm trời trời chứ trò mà nó không có cơm ăn cháo mình cũng có húp hiểu không nó mình dạy người ta làm sao mà người ta phát triển được phước duyên vậy thì bản thân mình cũng ké chứ sao quý vị đó Thí dụ như giờ quý vị đi đến cái ngôi chùa mà người tu nó có phước quý vị cũng không tệ còn quý vị đi đến cái nơi mà nó nó nghèo sơ nghèo sát không có, có đồ ăn ăn mình vô họ dạy mình gì vậy vì chính họ nghèo sơ nghèo sát mà trong khi họ không áp dụng cái pháp của phật là họ mới vậy nói vì đọc bài kệ không đắng pháp vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng đã là mình học với đắng pháp vương mà gọi là là vua của các vị vua là thầy của các thầy mà mình học với ngài mà mình đói khác là sao cái này là do tại mình nghe không phải thầy phật đâu chính tôi nè cái dạng ăn mài nè Mày đời nghèo khổ nè mà tôi thấy rõ ràng tôi học Phật mà bây giờ tôi thay đổi cuộc đời rõ ràng thấy không nên mấy anh em trẻ trẻ đây nghe học Phật đi rồi mấy anh em sẽ thấy cuộc đời mấy anh em không có tệ đâu chắc chắn với mấy anh em không có tệ tôi là nhân học Phật nè ơi tôi mà không học Phật thì thôi à. <laughs> tiêu tiêu ơi bữa đó những đứa ngồi những đức tự nhiên nghĩ là Ủa tại sao mình không kể câu chuyện cuộc đời mình ta Tự nhiên đức ngồi một phát một như đức kể hơn tiếng đồng hồ là từ cái còn nhỏ là sao sao Và gia đình là sao 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 là một dữ liệu luôn quý vị Rồi gặp Phật Pháp làm sao Đi làm sao gặp Phật Pháp làm sao Đổi cuộc đời làm sao Cái bài đã sắp sửa đưa lên rồi đó à. <laughs> thấy không Mình học với ông thầy mình cũng biết cái sự tích của ông thầy Đúng là sự tích gì đâu mà thấy gớm Tự tin nghe mắt ói Họ kệ đi Cho họ nghe họ ói để cho Nó ói mấy cái chắc mà dơ bẩn cho bụng ra Họ nghe cho ói sạch đi Thì thấy Nó nghe đi rồi biết Trời ơi gì đâu mà nó nghèo sơ nghèo sát Nghèo quá Nghèo Đứng gần người ta mà còn nghe mùi nghèo Thấy chưa Nó vậy đó mà mình gặp Một cái đấng pháp vương Là pháp của Phật thay đổi cuộc đời nên tôi khuyên tất cả những người ở cái cuộc đời này giàu nghèo đẹp xấu gì bệnh đau khỏe mạnh gì hãy nương dựa vào cái pháp của Phật đi hãy nương dựa vào cái pháp của Phật đi vừa hiện đời tốt đẹp mà cuối đời được giảng sanh trẻ trẻ gì thanh niên đồ gì nè bây giờ mạng internet nó phát triển lập trang đi, đem những bài pháp để vào tu phước trước đi, hiểu không? À, những đức bữa đó lập cái trang đó, cả đời ấy, niệm phật cả đời, lập cái trang đó khuyên quý vị đăng ký đó, à, những đức muốn khai thác nhiều cái để đem nhân sinh kết hợp để mà đem Phật pháp len lỏi vô đó, chứ ai mà trời ơi, tôi cái cuộc sống lo ở đây không ai đi tính cái chỗ đó làm gì Nhưng mà muốn làm thử coi nghe đồn vậy đó Tôi phải tặng tay tôi làm thứ coi nó làm sao Là cái gian á niệm vật cả đời quý vị Để vào Rồi bây giờ quý vị đăng ký á, Là được 2 ngàn người Mới đây mà 2 ngàn người đăng ký à. Hơn rồi Nhưng mà nó đưa lên quy tắc cho mình là trong một tháng chờ là phải được 4 ngàn giờ nên cái trang bên kia thì coi quá nhiều vì sẽ qua cái trang niệm Phật cả đời đó nghe đi vô đó nghe tăng thời gian lên mười ngày sau đủ bốn ngàn giờ đúng không? Tại vì nó mới có hai ba ngày mà nó được uh, nghe hình như là một ngàn mấy trăm giờ rồi đó thì nó nó trong vòng chừng mười ngày là đủ rồi đúng không? Vô đó nghe thử cái bốn ngàn giờ rồi một tháng sau thử coi mình thu nhập được nhiêu tiền Hiểu chưa? Để những đức đem cái cách đó là những đức chỉ người ta lập trang Sau này có những người người ta lập trang lên Mình kết hợp với nhau Là những đức lấy cái tên trang để thông báo cho mình đăng ký dùm Đăng ký qua, đăng ký lỡ Hiểu chưa? Tạo điều kiện cho Phật tử Đăng ký qua, đăng ký lại Rồi vô nghe đồ kết hợp đến chi Đó tăng cái số giờ cho đủ Rồi vài năm sau là cái trang đó kết quả hiểu chưa cái 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 kỳ nghĩ như đức làm vậy đó cái nghĩ như đức là trước nhất mình làm trước thử, thử thí nghiệm để coi làm sao để rồi mình biết mình chỉ cho người ta thật sự mà nói học phật nhưng cũng phải có kinh tế đúng không, quý vị không kinh tế làm sao mà đi tu chứ đi xe cũng tốn tiền dẫn đâu tối ngày sách gói đi hoài mà giết nhà nghèo sơ nghèo rác giết chồng nó quýnh cho mà le lử đừng nói cho đi học phật mất công đúng không nên học Phật phải có kinh tế. Đó mà làm cái kinh tế mà có phước thì làm Mà những đức thấy là lập trang để pháp vô giới thiệu cho người ta nghe. Vài năm sau là tức khắc cái trang nó nổi bật. Vài năm rồi là trang nổi liền à. Nó mà lập cái trang mạng đưa pháp vô là đạo tràng trên không chung người ta không có dẹp được cái đạo tràng đó đâu. Nó tính con đường xa đó là lập đạo tràng trên không chung cho nhiều. Những đức là đời xứ này mạnh nhất đó quý vị hiện tại mình là có khoảng mười mấy trang chia sẻ mà có bốn năm trang là mạnh nhất chia sẻ người ta coi rất là đông còn những trang kia mới lập một số lượng người ngày coi vài trăm người nên từ nữa đó cứ kiên nhẫn mà làm đi mười người nghe cũng dư vốn nó thiệt à, giống như có cái chú này cũng lập trang này người ta nghe quá trời đông nè bữa đó có cái thằng đó cái trang nó toàn là nhạc không mà một trăm ngàn người đăng ký đem nó tặng cho những đích chú kiệt cũng hỏi bây giờ chắc mình à, mình nó, nó nó đưa cái gì mật mã vậy đó cho mình hết rồi xong mình xóa tên mình lập lại cái cái trang của mình nó hồng đừng có làm gì để y nguyên của nó vậy đó rồi mình bỏ pháp vô để cho mấy cái người nghe nhạc quen nó cũng gặp được phật pháp hiểu không giống như năm xưa mà hòa thượng tịnh không người qua bên úc á cái đầu tràng của ngài á, là cái cái nhà thờ ngài vô trong đó thì đệ tử hỏi là bây giờ hình chúa đâu không à Bây giờ sao Ngài nói Để y nguyên Tới giờ tôi giảng Pháp chỉ cần kéo ngang tấm màn Máy chiếu chiếu ra Thánh chung Xong tôi giảng xong Tắt máy trở lại nhà thờ Tâm cung kính Tại vì ai cũng là người làm ngành giáo dục Nên không có đụng chạm ai chứ Nên những đứa cung viên Phật tử Là nhà ngày xưa thờ sao Giữ y nguyên nhưng ngày xưa thờ đến bằng thờ nào là nói Ông địa ơi bữa nay cho con chung sâu à, Thằng táo quân ơi cho con cái gì cái gì Hôm nay giấy là cái gì Ai dê đào vật Ai dê đào vật Ai dê đào vật Cứ niệm vật thôi à thấp nhang Nghe không Chứ đừng có dọn người ta nghe Mình dọn người ta có khi đụng chạm với cảnh giới quỷ thần đó Mình đã lỡ thờ người ta rồi Đừng có để mất tình cảm nên tôi dạy gì nên quỷ thằng cô ủng hộ tôi chứ đúng không chứ tôi mà kêu dọn người ta đụng chạm với cảnh giới quỷ thằng khi tôi lỡ có chuyện gì là nó giặt tôi một cái nữa đi bụi luôn đừng nói chuyện giận chưa Hiểu không nói bây giờ còn nhận đức thì như thế nào cảnh giới quỷ thằng cũng được nhờ nè hương linh được nhờ nè con người được nhờ nè nghĩa là bao phủ sống này gọi là sống tầng số sống sống rộng bao phủ nhân sinh vậy thì người ta phải ủng hộ mình nên tu hành đừng có đụng chạm với cảnh giới quỷ thần nghe chưa nó đừng có đụng chạm nghe không có đơn giản đâu quý vị bữa đó bên chùa mình cái cây cái nhà vệ sinh nói đang phải mê tín đâu thật đó mà hòa thượng cũng thường nhắc như thế hoài á cây bự thiệt là bự luôn gốc nó ăn thẳng vô trong cái cái nhà vệ sinh làm ngạt nhà cầu hoài cái cây mà cái nhà di sinh mép bên khu tăng á bự thiệt bự á Quý biết rằng kêu cái xe múc vô đặng múc xung quanh Đặng cắt ghế nó đổ bê tông Đặng đi góc đi xuống đừng đi ngang Vậy đó mà cái xe người ta vô Mấy chú tưởng bình thường Vừa cái xe cuốc nó vừa để đắt xuống đất một cái rầm Chưa múc được gì xe cuốc Tự nhiên điện sét 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 Xe cuốc đứng máy luôn không chạy Tự nhiên lúc đó những đức bên đây đi về Ghé lại mấy chú nó thầy thầy xe cuốc nó cuốc cái gốc cây mà tự nhiên sau lỡ đấy nó hư ừ. Đức nói mấy ông hồi nãy chứ có nói gì chưa nó dạ không trời tầm bậy quá giảng hoài mà không nghe cái cây này không có đơn giản người ta ở đông lắm lỡ nói với người ta một tiếng nhưng Đức lỡ dính vô cái cây đứng nói cuốc gốc tại vì cái gốc cây đâm vô trong cái nhà vệ sinh các cụ bị ngạt nhà cầu nhà chùa mà vậy sao mà được để cho gốc cây xung quanh nó ấy rồi xong đổ bê tông còn cái cây để y nguyên không có chặt cây đâu mà sợ rồi tự nhiên nó thợ nó vô nói xe đâu có hư đâu đầy cái ép chạy hù <laughs> ghê chưa không đơn giản đâu quý vị ta tưởng là mình chặt cây chặt nhà người ta ai chó bị chặt nhà người ta như nhà mình đang ở mình lợ mình 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 người ta lỡ người ta phá bị chịu không nên cái gốc cây cái cây nó tàn mát hòa thượng nói là người ta thượng dạy như đức là cái mát cái bóng cây đó là nhà của người ta mình khi muốn chặt một cái cây mà qua đầu cái trái cây bự bự cắt nhà là phải cúng báo cho người ta biết vài ngày sau quy tắc là ba ngày nhưng bây giờ thời tiết nhân viên con người bận quá thôi mình cho người ta 7 ngày đi bây giờ con người cũng bận chắc quỷ thằng cũng bận <laughs> tôi mà còn chạy sâu tối ngày đây chắc là quỷ thằng cũng chạy xô dữ lắm thôi cho người ta 7 ngày để dọn nhà nghe vậy thì quý vị phù hợp đó mình đã có cái lễ rồi thì không ai trách được mình Nhớ đừng có tùy tiện nghe chào Đừng có giỡn Ví dụ như mình có phước thì tai qua nạn khỏi Mình mà phước thiếu đi là có chuyện xảy ra Đừng có nói chuyện giỡn, có chuyện liền Te tu tả tớ Nó à, nên mình làm cho đúng quy tắc vậy thì đặc biệt lắm nên tất cả những gì quý vị đi lên đây nhà đức hướng dẫn hết trơn à tu hành là gì đừng có đụng phiền phức với ai hết. Tôi ngày xưa tôi cũng đụng nhiều người lắm Nhưng mà tu viết tôi tôi biết Tôi nói chuyện cái gì cỡ nào cỡ nó cũng chừng mực Muốn nói lại cũng khó lắm Tại vì sao Vì tôi đâu có nói tên tuổi ai Mà tôi không nói quá đáng Tôi nói chung chung mà Tại vì Phật Pháp nó phải có cái sự nhắc nhở vị ơi Chứ bây giờ mà nói mé mé không sao vô Phật Pháp Cái gì cũng sợ cho nó mới ra Phật Pháp Hiểu không? Nó à. Hiểu không? còn lỡ có cái gì mà nói ngay á, tim trắng của mình á thì tự mà xem lại mình đi chúng ta không lẽ chờ đi đỏ địa ngục có người nhắc mình để mà cùng lên cùng đi lên à, tâm tôi vậy thôi tôi biết rồi cái cõi này chết đi không có cầm theo được gì đâu nên tôi muốn gũ nhiều người đi lên thật sự mà nói tôi cũng muốn lên nữa tôi không muốn xuống đâu Càng tu học rồi tôi thấy ở dưới khổ quá Không muốn xuống dưới nữa Hiểu không? Đúng không? Đó nên á Quý vị á, nghe gì rồi á Tự mà nhắc mình nghe Nhớ nhắc nè Đừng có buồn giận hay để trong tâm nghe Buồn giận để trong tâm à, Ghê lắm dễ buồn lắm nghe à, Nghe gì đó mà chút gì đó buồn á à, Đầu ra Phật nói Phật ơi con nghe thầy giảng Con phát nguyện Từ hôm nay không buồn ai để trong tâm Mới đi tu về Mới mở cửa Bước vô cái thằng chồng nó chữ một chập Ra phía sau khóc hu hu Buồn quá Dễ lắm mới bị u Nó dễ lắm Chứ không phải đâu Trời có cái bà đó ba bà lỡ ba lại hai ngàn lại Bà xong mới nhắn tin nhìn đứa có nói hết trơn rồi thầy ơi Thì nó nói hết cái gì có nói là hết phước rồi Hỏi sao Vừa lại hai ngàn lại vui quá trời Về chồng nó chửi một chập chửi nó lỡ luôn Hết trơn rồi thầy ơi Nó về tiêu chưa Nó nhắc vậy đó mà còn dính á Con quan gia Nó thấy mình có được một chút Nó lỡ nó đòi Mình dại quá Cuối cùng mắc tiêu Cả chị lắng chai luôn Nó đứng kế bên á Vừa nói gì nó nói ừ tao thử mày coi Mày có buồn không đó dính một chút gì có chừng <cười> <cười> bà... đúng là thấy ghê hơi về kinh thiệt chứ có cái bà đó bắt gặp như thế nói từ hôm nay con chỉ có cái tâm giảng sanh thôi con không nghĩ ngợi cái gì cái chuyện mà chuyện khác nữa chân thầy ừ ờ, cô cố gắng thôi cứ niệm phật thôi đừng có nói gì cao xa quá bà nói tuần sau mới đến mới gặp như thế bà nói đúng là ghê vừa nói với thầy thôi vừa đi tu gì người đang dơ giấy chưa tắm rửa gì hết chứ tự nhiên vừa bước vô thằng chồng nó kéo vô phòng liền cậu là trời kinh khủng liền thầy ô thầy cô nói thôi 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 tôi mệt mỏi quá nó không mệt cái gì chứ nó bà mệt chứ tôi đâu có mệt nó thật là trời <laughs> trời thầy ô phiền não quá trời phiền não thầy ơi như đức nói bà thấy chưa bà vừa phát đại tâm là có đại nghiệp đến liền bà đừng có nói cao xa hàng chi bởi vì tôi nói rằng là gặp cơ nào thì xào cơ nấy Chứ bà đừng có phát đại tâm gì có chừng bà đụng độ đó Thấy chưa? Ghê không? Những cái điều giảng này ghê lắm mới vị Ồ. Gặp đó Nó còn có cái ông kia ông lợi chùa ông tu ông nói là con tu bây giờ cái tâm tư con nó không còn nghĩ ngợi nhiều thầy nó nghĩ là muốn niệm vật giảng sanh thôi chầu tự nhiên ông đi lợi chùa ông tu ông an lạc thế ghê ông về Ông nói đúng là nghiệp đến vậy thầy, thầy Tự nhiên vợ của con nó kỳ cục Hồi xưa giờ nó đâu có vậy đâu Mà bây giờ tự nhiên nó bặn đồ lả lơ Nó <laughs> nó khiêu gợ con Nó kêu con Nó gũ con Nó đòi tùm lum tùm la thầy thầy Nó nói trời chào bà này giờ sao báo kỳ cục vậy trời Thấy chưa mấy ông Không có dễ đâu mấy ông ơi Cái cõi này nó kỳ cục lắm á. À, khi mình xấu xí Không có con ma nào nhìn á Vậy mà mình vừa tu được được, được một chút có phước Tôi tự nhiên có ma nữ đến à, Trời ơi tôi ngoài đời mà nếu mà ngày xưa tôi ngoài đời mà có nhiều con mà nó đến Thì tôi đâu có đi tu <laughs> Cái dạng ấy nhẹ với quý vị ấy quá ấy Thắt thờ đi tu Ghê lắm à, Thế ghê chưa Thấy không nó nên ở thế gian này phát đại tâm phải xem tâm mình không kéo phát làm bậy của chừng rớt đại. Nó mấy bà cứ cười cười niệm Phật thôi. Nó gặp cơ nào thì xào cơ nấy. Trường hợp nào thì giải quyết trường hợp nấy nghe. Đúng không? Cái chuyện mà đối với người ta là chánh hoàn toàn, còn đối với chồng thì thôi thiếu nợ thì trả đi than quan làm gì. À, nghĩ thiện pháp là chúng ta thường nghĩ những việc để lợi ích cho chúng sinh. Những đức à cái đầu những đức nghĩ nhiều việc lắm nó hết việc này đến việc khác à đến nỗi mà buổi sáng khi mà ăn cơm mà như đức nhìn mấy cái bánh mà người ta ăn không hết Những đức cũng nghĩ đến những người nó không có bánh ăn nghĩa là mọi cái chút một chút để đi nhìn nhận để mà phát tâm còn thấy cái chỗ cắt rau củ quả Thì đi vòng vòng coi Thấy người ta lợi người ta cúng Củ quả để chỗ này để chỗ kia để chỗ nọ Nghĩ như thế nào Cái, cái công người ta làm ra mà người ta cúng mà Sử dụng cho nó xứng đáng Nghĩa là một cái một chút một chút một chút một chút Bước vào nhà vệ sinh Thấy người ta đi cầu đi tiểu xong người ta mở cái nắp cái con ruồi con mũi con kiến té vô Cũng như vậy người ta đậy lại Tại vì con ruồi con mũi con kiến nó té xuống Có khi bước vô đi vệ sinh mà gặp mà con kiến nó lòi lòi lội trong đó Để cái tay xuống khiều nó lên để lên trên Tại vì mình đi mình dội nó luôn nó chết làm sao Mình được có phước mình có thân người còn phước nó thiếu nó làm loài động vật thương nó là nghĩ thiện pháp như vị nên những đức sống ở trong chùa ai dạy những đức đâu từ ngay cái chỗ làm người nhìn ra nghĩ ra một chút 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 nghĩ chút làm một chút làm giết nghề dạy nghề còn thí dụ như mình ở trong ngôi tam bảo mà mình cái dẫm chân một chỗ nó rõ ra mình tu mà tâm mình không có mở ra quý vị chỉ có ngay chỗ tâm không mở ra thôi à nếu như cái tâm mình mà mở ra thì tức khắc cái vị nghĩ nhiều thiện pháp lắm nhưng khi cái tâm mà hẹp hòi ích kỷ là nó tối tâm quý vị ơi tâm mà hẹp hòi ích kỷ là tối tâm liền vậy đó. à bởi vì thường cái tâm hẹp lại bị phiền não dữ lắm nhiều thứ phiền não đến với vị lắm Mở cái tâm ra rồi nó mới phát sinh trí tuệ được Mà khi mình mở tâm lượng ra mình nhìn được nhiều thứ để mình tu thiện pháp vậy lắm Nhiều lắm Nhất là trong chùa Nhân Đức nói nguyên một cái ngôi chùa lớn gì hay là một công ty đoàn thể lớn nha Quý vị muốn làm ship Thì chỉ có ngay cái tâm lượng lớn Ngay cái tâm lượng lớn thôi còn mình ở trong căn nhà người ta nhà người ta thiệt giàu mà quý vị muốn làm tổng quản thì chỉ cũng đúng ngay tâm lượng lớn quan tâm nhà cửa người ta quan tâm con cháu người ta quan tâm từng chút từng chút thì tổng quản vậy thôi à, thí dụ như sống trong cuộc đời này biết tu hành thì cương vị nào thì mình sống nó cũng vui cũng tốt hết á nhưng mà nếu tâm lượng lớn mà cương vị lớn thì dễ làm hơn chứ mình cương vị quá nhỏ mà tâm lượng có lớn nó không phù hợp nhỏ quá nên nói lên gì người ta không tiếp nhận muốn làm bị người trên mà nó tâm lượng nhỏ nó đè xuống thì mình cũng không làm được nên mình tâm lượng lớn mà cương vị lớn thì dễ làm thí dụ như bây giờ mình thương dân thương nước mình phải làm sao mình làm ông quan lớn làm ông quan lớn mình dễ hơn chứ quan có chút ẻn sao làm mình làm trên nữa mình đâu có được nên muốn giúp nhiều người thì làm quan thì phải làm quan lớn nghe không nó đòi hỏi phước báo đó còn đi vô chùa nếu mà tâm lượng lớn mà làm chủ trì nữa thì ngon quá quyết định hết luôn thì chúng sanh ta nhờ khả khu vực, nhá không? còn mình làm phật tử bình thường đi vô chùa không có cương vị gì trang thì muốn nói người ta cũng nghe, muốn giúp người cũng khó. còn xã hội thì mình có tâm lượng lớn thì đòi hỏi mình có nhiều mặt để mình kết hợp mình mới làm được, có tiền, có tâm rồi có phương hướng kết hợp lại mình mới làm được những việc trong cuộc đời này chứ có tiền mà nó không có tâm cũng không được tại vì có tiền mà nó không có hướng gì chứ làm sao làm nên nó, cái nghe đạo để mình phát thiện pháp mà phát thiện pháp nhiều cách dữ lắm niệm phật cũng phát thiện pháp niệm niệm gì người cũng phát thiện pháp ví dụ như ca sĩ đi đến chùa mình hát Như thế cũng tính ra được Mỗi một cái bài hát của ca sĩ Vì sao những đứa cắt từng bài từng bài Mà những đứa không để gợp vô chung một một lọt ca sĩ hát Đưa lên lọt thôi Mà cắt từng bài chỉ làm cho cực gì Vì cắt từng bài mỗi người nó có cái fan hâm mộ khác nhau Đúng không? Rồi mình mới nói một công đoạn ngắn Mình đắp chung với cái bài hát của thằng đó đó Để mà cho cái fan hâm mộ không có tu Nó nghe mấy câu rồi mình mới kêu cái thằng ca sĩ này nó niệm Phật vài câu Nó niệm Phật để cho cái fan hâm mộ nó nghe Vừa bản thân của nó tu được phước duyên lớn Mà vừa chúng sinh cũng được lợi ích Được nhờ Nghĩa là mỗi một vị trí Chút 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 Đều nghĩ về người ta Thì tâm lượng lớn nên phước báo theo đó mà tăng Đúng không? Nhân đức nói rằng quý vị biết có những người trong chùa họ có cơ hội ghê mà những đức thấy họ, 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 họ khờ ghê à. ví dụ như tiền thì nó, nó rõ ra là những đức kiếm tiền muốn chết những đức nói chuyện vị thấy không nếu quý vị mà là người thông minh chút bây giờ thấy những đức khéo léo trong lời nói ghê những đức kiếm tiền đủ cách những đức kiếm tiền chứ á giờ quý vị họ những đức hỏi quý vị nè Nuôi 2.000 người không có tiền sao nuôi Rồi trong 2 ngàn người đó bị nói đâu có đơn giản Đâu phải chỉ ăn uống không đâu mà còn chết nữa Sáng nay mới mới đi ông mới đưa đi rồi chạy qua đây đó Nên xô những đứa kính đó chứ Từ sáng ngủ thức dậy cho đến khi tối 10 giờ Buổi trưa chỉ nằm được có chút xíu rồi là thời gian kính mít hết luôn Kính luôn á Đi ngoài đường mà toàn là phân thời gian không Thì đi đến đúng nơi đúng chỗ Đúng giờ giấc Như sáng nay nhà Đức nói 7 giờ 30 tôi qua tôi làm lễ cho ông cụ Thì bên kia Sáng sớm nhà Đức giảng hai bài pháp xong Trong vòng 10 phút mà nhà Đức phải tắm và cạo đầu cho xong Rồi xong chạy qua ăn cơm Ăn cơm xong nói chuyện với chúng là đi về cái lên xe rồi là kêu mấy chú là chuẩn bị sẵn hết nghe tôi về cái là lên xe là để đồ lên đi qua đây liền thì từ bên đó là 7 giờ 5 mà nhà Đức đi qua tới đây là 7 giờ 14 phút đúng một phút nữa là đúng 7 giờ 15 phút như nhà Đức hứa luôn Nào, thời gian nhà Đức đi nhà Đức tính giờ dắt đi tới đó làm sao làm sao rồi từ giờ đó mới làm cái lễ cho ông cụ nói chuyện đâu mười mấy hai chục phút rồi đưa, ginh quan tài đưa ông cụ ra chiếc xe xong rồi đưa ra tới cổng bố trí mà tất cả chúng đều nói một câu mỗi lần như đức qua làm đám cho các cụ ông cụ bà là vui lắm nó có sự sắp xếp vui dữ lắm cái người trên người ta có duyên có phước với chúng ta đến đâu thì nó vui chứ làm sao bố trí mà rồi xong rồi đi qua đấy Lên cái gương mặt mày bận bộ đồ vô một cái sọt so y chạy qua đây luôn Đó. Công việc của người ta Nó liên tục liên tục liên tục liên tục Mà làm việc vậy thì đầu óc nó phải phát triển chứ sao Nếu mà nó không động não thì sao mà tính ra thời gian Đúng không Mà toàn là nghĩ cho người khác Mà muốn nghĩ cho người khác được Thì phải dưỡng cái trí mà muốn dưỡng cái trí thì phải làm sao? Niệm Phật Niệm Phật là cách dưỡng trí hay nhất Khi con người mình làm việc nhiều mà mình không niệm Phật Thằng kinh mình nó rất là căng thẳng Mà khi thằng kinh nó căng thẳng nó phiền não dữ lắm Nên những đức nói cho chúng trong chùa mình nghe chứ Nếu nói thiệt Những đức nói quý vị làm việc tay chân nó cũng cực lắm Nó không phải không cực Nhưng mà nó không cực bằng làm việc đầu óc đâu rồi làm việc đầu óc mà nó còn phải tính cái chuyện vật chất tiền bạc nữa thì nó không đơn giản đâu là người này. Nếu mà không khéo chỉ có con đường đi đọ địa ngục thôi. Tuy làm việc cao la, cao xa đại sự nhưng mà đi đọ địa ngục. Không phải đơn giản như vị nghĩ đâu. 2000 người một ngày sáng mở mắt ra bạn phải có trong túi bao nhiêu? Giá chót một ngày bạn phải có 150 triệu. Để giải quyết trong 2000 con người đó và bao nhiêu đồ đạc phải mua ống nước gãy bẻ gãy tùm lum tùm lá quý vị biết con người dùng quý vị biết không có đơn giản đâu bóng đèn quạt có khi họ bắt họ không tắt họ để tứ tung lang tan một tháng như vậy nội tiền điện không hơn 200 triệu cái chuyện đơn giản hơn mà tất cả những việc đó những đức đều phải sắp xếp hết phải lo hết tất cả những việc đó vì tiền bạc vì nói con người này có thể giảng pháp với vị nghe mà cười được thì vị nghĩ có đơn giản không? họ còn có thể cười với vị được đơn giản không? không đơn giản, đúng không? nhưng tôi cứ thường nhắc tôi rằng sinh tồn và lợi ích cho mọi người mày phải đạt đến cái trình độ là khi làm xong phải buông tất cả. Chỉ nương vào Phật lực gia trì thôi Vì mình niệm niệm cứ khuyên người ta niệm Phật hoài Vì niệm Phật là làm việc cho Phật Nên nhiều cái Phật phải gia hộ cho mình Để làm Thêm cái nữa là phải đòi hỏi sức khỏe Nên cái cần cổ những Đức nó làm việc những Đức nó cũng cực ghê Làm việc tối ngày luôn mà không cực sao được Bây giờ như Đức giảng Pháp xong những Đức cũng phải gặp con người ta nữa nó không tiếp người ta chứ người ta gặp mình mà không tiếp sao được người ta hỏi này hỏi kia không nói thì sao được ăn cơm xong là phải tiếp một chút một chút của nó là gần tiếng mấy tiếp xong mới chạy về tắm cũng như là phim nhanh à. từ nơi đó vì nó đơn giản lắm sao nó làm người xuất gia mà một mình thì bạn cũng thấy không làm được gì trong đạo mà làm người xuất gia mà để phục vụ chúng sanh thì thật sự cũng không đơn giản chút nào đúng không vì đòi hỏi của bạn là cái gì phát tâm lượng tâm lượng bạn phải phát rất là lớn hồi tối như đức ngồi nói chuyện với mấy anh em đức nói nè từ cái đoạn đường đứng cái tường này đi qua tường này Chúng ta sẽ đi bắt nguồn từ đây qua đấy Hãy cố gắng mà đi đi Đức Thích Ca Mâu Ni khi Ngài chứng quả Ngài giảng Pháp 49 năm rồi Ngài nhập Niết Bàn Đức Phật đâu có cần nhập Niết Bàn đâu quý vị Bậc A-la-hán là người ta ra khỏi chết rồi. Thấy không? Bậc A-la-hán là khỏi chết. Nhưng mà thời gian của người ta từ đây đi đến đây phải chết thôi Vì thì chúng ta là kẻ phàm phu Bắt đầu từ đây đi lại đây cũng phải chết thôi Vì sao không đi cho xứng đáng Để chết nở nụ cười Mà đi vô nghĩa chi Đúng không quý vị Nhưng Đức có, có thể khéo léo Nói chuyện rồi làm nhiều việc Quý vị thấy bị tội nghiệp bị cúng dường vì thấy làm nhiều việc cho tam bảo người ta cũng dường cái cảm giác của những đức là vui trong thiện pháp không có cái niềm vui cái bên ngoài nhiều ví dụ như từ chương trình này chương trình kia hát ra tôi đâu có quan niệm điều đó đâu chỉ quan niệm một số người người ta mới đến chùa, chùa thôi nó có một cái gì đó ở trong ngôi tam bảo nên, nên mỗi người mình nhận thức được thì đặc biệt lắm quý vị nên nên à, cố gắng mà đi cái đoạn đường của mình cho nó xứng đáng đừng có để nó uổng phí cuộc đời thật sự đừng có để nó uổng phí cuộc đời quý vị nên những đức có thường nhắc anh em bên cạnh mấy ông sống làm sao mà mấy ông càng ngày mấy ông càng thông minh lên và thượng Tịnh công này nói có những người học phật càng học thì càng thông minh nhưng có những những người học phật càng học thì càng ngu tôi trong đạo tôi thấy quá trời nhiều càng học càng ngu thêm biết gì áo ngu không vì cái tâm hẹp hòi mà ngu chứ nếu mà cái tâm mở rộng là nó khôn kinh khủng luôn Các vị nhớ nè Quý vị khi vạch tẹt thẳng ra Người ta không bao giờ đón được quý vị như thế nào Bị che giấu thì người ta đón được Vạch tẹt thẳng luôn đố ai đón được quý vị Vì đón được những đức mới sợ Tuy nhiên đức nó thẳng 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 hết trơn Mà những việc như đức làm đối vị mà đo lường nổi luôn Nhưng mà quý vị giấu người ta người ta đón được Vì cái mẹo quý vị nó nằm trong cố định Còn khi vị vạch tẹt thẳng ra thì nó phát triển từng sát na thay đổi từng sát na sẽ bị đón được người ta nên cái mà nói thẳng thắn vì đừng có lo vì có nói thiệt lòng nó có cảm ứng đó nên những đức nói những đức từng nhắc cái câu tất cả người đi học phật đừng nên mất tính tâm với con người mất tính tâm với con người là dạy lắm chúng ta thật sự đi học muốn làm quan đừng có nhìn cái ông quan tham ô để chúng ta thối chí làm quan Họ tham ô là chuyện của họ Ta làm quan thanh liêm đi Trong xã hội vẫn có thanh liêm Nên mới còn quan trường Nếu ai cũng tham ô đó, Chứ làm sao còn quan trường Trong nhà Phật thì Đừng nên mắc tính tâm với ông thầy Bại hoại Chắc chắn rằng vẫn có những bậc chân tu Nên đạo Pháp vẫn còn tồn tại Gần 3.000 năm <laughs> Vì đem câu này cho người ta nghe đi Ai nghe mà không được Ai nghe mà nói được cái gì Nói đúng rồi người phải có người này người khác như ngón tay có con dài ngón ngắn chứ thì từ nơi đó thì chắc chắn phải có người đúng người sai nhưng mà tôi nói đây để cho con người đi đến cửa cửa chùa để ta học đạo người ta đừng có mắc tính tâm với một con người tu vô mình bước vô mình gặp họ hành động của họ làm mà mình đi mắc tính tâm mà mình nghĩ trong đạo pháp có bậc chân tu nhưng do mình không đủ phước duyên để gặp được bậc chân tu thôi đó do mình không không có phước duyên gặp được thôi thì bản thân mình cố gắng mình phát tâm phải cố gắng tu để cảm ứng cảm ứng để gặp được đó chứ mình đừng có gặp một hai người mà bước vô chùa cái mắt tính tâm bài này là khờ dại quá mắt tính tâm chi họ vô chùa họ cạo đầu nào mình cũng không biết khi hôm qua họ còn để tóc bữa nay họ mới cạo đầu hoặc là mới vô chùa có nhiều ngôi chùa người ta muốn có đệ tử trẻ vô là người ta cạo liền người ta cho cái y phương trượng người đắp vô mình cũng kêu là ông thầy và sư cô nhưng mà thật sự thì cái tạp khí đó còn một đống chưa có chưa có giải quyết được gì hết chứ mình gặp ngay người đó mình mắc tính tâm mình dạy quá hiểu chưa đó nên Quý vị Phật tử mà nghe gì Nó phái chí lắm Và những người mà lỡ gặp độ mà mà, mà, mà thói tâm Thì nghe gì cũng thấy À thấy ông thầy này được á Ông chơi thẳng á Tôi muốn một số người đó quay đầu lại đó Hiểu chưa Nếu như chúng ta chỉ có vuốt không Tội nghiệp những cái người mà thói tâm Chính họ biết mà Chính họ vô trong đạo họ đã gặp độ rồi Mình vú hoài họ nói mình đúng là mèo khen mèo dài đuôi Nó cứ khen vậy hoài nó không chịu nói thẳng Nên cái người mà mắc tính tâm nó đâu cơ hội quay đầu Nhiều người lắm á Đi đến cửa chùa mất tính tâm lắm á Nó không phải do cái đạo Phật Mà do cái người hành đạo có người này người kia Thì trong cái cõi đời này mà nếu mà tốt hết là cực lạc rồi nó phải có người này người kia mới nói là ta bà đúng không ở đây đã là thế gian mà bạn không biết đo lường được người thế gian người sao làm sao hả Vậy thì do tại bạn thiếu Phước Duyên không thông minh nên nếu tôi đi vô trong chùa tu mà cũng đụng cái mắt tinh tâm là bỏ đạo thì tôi đi đâu mất tiêu chứ đâu có trong chùa nên, tôi đi vô chùa cái thứ gì mà trong đây tôi không biết thờ tôi mười mấy năm chứ sạn nó đầy đầu tôi hết rồi bạn có bản lãnh bước chân vào cửa chùa xuất gia mà bạn duy trì được bạn không bạn có bản lãnh đó không à, bạn có thể đi vào trong cái đoàn thể bạn lập ra được một nhóm mà nhóm đó có tâm huyết không nếu như bạn có khả năng làm lãnh đạo như vậy thì bạn bước vô trong cửa chùa nó cũng có chia ba xẻ bảy nhưng bạn trong cái nhóm nào bạn tự chọn đi Tôi ở trong ngôi tam bảo tôi nói thiệt Ngày xưa tôi mới vô chùa thôi Tính tôi ngày xưa ngoài đời là một cái tính con người Đi đâu cũng thích kết nạp đoàn thể Từ khi ngoài đời tôi đã thích như vậy rồi Đi đâu tôi cũng có bạn ba bốn người đi theo Đi đâu bạn tôi cũng ba bốn người ba bốn người đi theo tôi chứ Giống như là tôi tôi làm cái gì là kêu múc nước Gánh nước làm làm vậy đó Ngày xưa tôi ngoài đời tôi cũng ưa có tính vậy đó Nên khi ngồi là tôi nói chuyện tàu lao, tôi cũng có người tàu lao bên cạnh, tôi đã có cái tính gọi là kết nạp, rồi bàn tán gì phụ nữ, tôi cũng là số một bàn tán. Ừ mà mấy bạn tôi thích nghe, mà nó không có cửa bàn bằng tôi, nên từ nơi đó khi vô đạo thì tôi bàn phật pháp, thì bắt đầu là mấy mấy người thích phật pháp theo tôi để bàn, nên từ nơi đó mà vô đạo nó có được một nhóm người đi theo tôi. Nên tôi đưa lên tư tưởng thì phải làm Cuối cùng thì có được tư tưởng Đúng không? Tùy cái duyên của bạn thôi Còn nếu bạn không được may Thì bạn đi vô trong chùa bạn gặp ngay lũ đạn Con ghét chịu à, Nên là những Đức ngồi nói chuyện với mấy anh em chùa Đức nói câu Mấy anh em rất là may mắn Rất là có phước duyên may mắn có phước duyên nên mấy anh em á mới được ở trong ngôi tam bảo mà có tư tưởng, thấy không? Rồi mỗi ngày được phục vụ lo cho người già, được lo cho người già rồi, được sống những ngày tháng ý nghĩa trong cuộc đời và mình lại có phương hướng chuẩn xác, mình mừng, đúng không? Chứ nếu như mà mình không được thông minh mình khù khờ mình thật nguyền muốn làm cũng khó như hôm qua những đứa gặp một cái chàng trai này cục hai cái tay mà lên cái chương trình mà nó gì gì bình dương gì đó gì độc lạ bình dương thấy người ta cục hai cái tay mà người ta dùng cái chân để Thấy cái tay tự nhiên mình nhìn cái mình nói đúng là con người cái năng lực Phát sinh sự sống cao độ Không cách này Phải tìm cách khác mà xong Rồi không Sinh tồn quý vị Sinh tồn cao độ Nên á Mỗi một con người mình Mình may mắn Mình còn lục căng đầy đủ Nếu như đời mình mà gặp Pháp Mình không làm được việc gì ý nghĩa Thì đúng là Phải vô nghĩa không quý vị Quá vô nghĩa đó. Nên những đức khuyên quý vị Bây giờ còn sống nên làm cái gì đó Ý nghĩa trong cuộc đời đi Sau này nè Quý bị coi nè Cái tuổi trẻ sau này càng về sau nữa bị coi Rất là nhiều tuổi trẻ điên loạn Vì chờ xem Về tuổi trẻ điên loạn rất nhiều Người sau này càng ngày càng điên rất là nhiều Biết bị gì không Căng thẳng thần kinh Không xả chết được thêm nữa cái cuộc sống bây giờ nó quá căng thẳng cái học tập bây giờ nó làm cho con người rất nhiều người bị điên để chờ xem nên cái lớp đạo làm con của chùa mình nhà đức gây dựng ra mấy năm nay nhà đức càng ngày càng đi vào nhân sinh luôn vì sao những đức mong làm sao cha mẹ gia đình dẫn con dù cỡ nào từng thứ bảy cho nó nghỉ đi cho nó một tuần thứ bảy cho nó được cơ hội đi Quý vị muốn con quý vị thông minh, hiểu biết Hay quý vị muốn con quý vị ép sát để điên Nó học viết coi chừng nó không được cái gì Mà nó trở thành Một con người chỉ sử dụng văn tự Mà sau này trở thành kẻ hư đó quý vị Vì chờ xem Học vị cao cũng chưa chắc thành đạt đâu Mà học vị thấp cũng chưa chắc thất bại đâu Nhưng đòi hỏi con người này Cái đối nhân xử thế con người này làm sao Để thành công và thành đạt nhớ cỡ nào cỡ mỗi tuần thứ bảy cho nó được cơ hội để mà nó được gặn gũi con người để nó được nghe đạo như vậy thì cơ hội của nó đặc biệt hơn nên, nên bây giờ mỗi tuần thứ bảy buổi tối là những đứa cứ cho nấu ăn trời ơi nấu bảy tám trăm người ăn mà món này món kia cũng nấu dữ lắm đó quý vị ơi mấy cô mình cũng xanh sao vàng giọt á mà những đức khuyên động động viên mấy bà nó mình phải dành thời gian cho mấy bà ờ bỏ mấy bà hoài Viết chất thành khỉ khô à. vợ mình cũng vậy mình cứ lo làm kiếm tiền đi mình bỏ vợ mình giết đi nhìn con vợ mình giống khỉ khô mặt nó tèm nhem tút nhút nó buồn mà nó buồn giết mà phụ nữ mà nó buồn giết nhìn như khỉ khô đó. nó rồi mình thành đạt gì mà mình về mình gặp con vợ mình cái muốn ói vậy mà thành đạt không vô có tiền tới ngày đi chơi không nên nhìn vợ như khỉ khô mà về nhà làm gì nên làm kiếm tiền gì làm cố gắng mình đi về nhà mình chăm bón cái cái vườn hoa đó đó cái vườn hoa nhân sinh đó đó chăm bón nó để ít gì nó cũng tươi tốt một chút để cho gia đình mình nó mát mẻ chứ quý vị cứ lo đi kiếm tiền không mà bỏ cái vườn hoa đó nó khô héo vì về nhà nó nóng nực lắm thì không có cái hạnh phúc của gia đình đâu mà mắc cái hạnh phúc gia đình đố quý vị mà có được sự nghiệp tồn tại mới sợ đó hả à, đừng nói chuyện dở khi gia đình mình mà không hạnh phúc rồi là quý vị biết rằng tiền bạc làm nhiêu xài hết xài tầm bậy hay không đó nên á cái gia đình phải cần nghe giáo dục để bồi dưỡng cái gia đình cho tốt nên những đức làm gì làm đi giảng pháp đồ đi tới đi lui qua đậu tràng toàn là đem niềm vui ra chùa không à sáng ăn cơm đứng lên làm hài không làm hài cũng khó lắm quý vị ơi hài hước cũng khó lắm á người ta lâu lâu người ta ra cái sản phẩm hài hước, Còn này tôi ra 1 ngày ba lần. Sau này thành đại danh hài, đại danh hài, chọc cho chúng vui để cái vườn hoa đó được tươi tốt. Mình mong sao mà ba bốn điểm chùa của mình điểm nào cũng là vườn hoa tốt, để làm chi? Bên kia mình chạy qua đây thì mình cũng vào được vườn hoa Bạn chạy đến chỗ nào bạn cũng có được cái vườn hoa để bạn thấy mát mẻ Bạn bước vào thì cảm thấy nó thư giãn, thoải mái Còn nếu như bạn làm cho cái nơi đó khô cằn sỏi đá Thì không khác nào bạn giam hãm bạn vào chỗ đó thôi Nên người khôn khéo Đi đến đâu cũng tưới tẩm cho người ta mát mẻ Thì bản thân mình cũng sẽ mát bạn ơi Hiểu không? Đó Nên nhà Đức Cơ thường nói với các cô mình Mở tâm lượng ra Tôi Nói chuyện Phật Pháp mỗi ngày khắp nơi cúng dường Đem tiền đưa cho các cô để lo cho chúng Ngoài đời mình làm muốn chết luôn có vài cắt à. Trong đây mình được cầm tiền lo cho chùa mình cảm thấy mình mừng Trời ơi cầm tiền mà lo cho chùa là đúng là ship Cho nên chị vẫn chơi Hiểu không? Ngoài đời á Ngoài đời á Làm ra tiền không dám xài Mà ở đây á, Mình kiếm tiền mình đưa cho họ cầm để họ lo cho người trong chùa Mà những đức là cái người gì nè nghe quý vị Cố gắng Học chỗ này nè Dùng người thì không nghi Mà nghi người thì không dùng Dạy rõ ràng Mày không phải nhân quả tự chịu Còn nếu tôi không dạy Tôi có tội Tôi dạy đàng hoàng Làm không phải Nó có sức đào thải Kệ Bản thân chúng ta duy trì cái tâm mình cho nó an lạc Chứ nếu như mà mình đặt trách người ta Cho người ta làm mà còn nghi còn lo Quý vị thành bệnh sau này Bệnh này là bệnh ghê lắm Bệnh này ghê lắm á Bây giờ đâu nghe nó thí dụ như bây giờ hai vợ chồng sống với nhau. Chồng nó đưa tiền cho mình giữ mà nó cứ nghi mình hoài. Mà nói một câu nè, anh ơi. Nếu em anh không tin em á, anh giữ đi. Anh cứ giữ hết đi rồi em cần cái gì thì em nói anh đưa. Hoặc là anh đi chung. Mua anh trả tiền, em mua cho. Cho sướng. Đúng không? Nên người mà khéo léo Thì đặc biệt ghê Nghi mình mà mình đi cầm làm gì Khỏi cầm Ham chi, phiền não Đúng không? Nên những đức nói Không cầm tiền Mà cần cái gì Nó mua cho còn sướng hơn Mình cầm tiền xong mình xài hết tiền nó hỏi Ủa tiền nó mua cái gì cái gì làm gì mà hết Đâu kể coi, sao mình biết mà kể Chuyện trong nhà mua tùm lum tùm la cần dùng hết trơn mà kêu mình kể sao mình kể? Mình kể thì cuối cùng nó thắt thoát Nó đâu thừa mình cho tiền cha mẹ mình. Có không? Bộ mày giếm tiền mày cho cha mẹ mình, nhất là nhà nghèo nó còn càng càng nói. Nữa. Nhà mình nghèo họ nghi kỵ. Nhà mình nghèo nên mình giếm tiền mình cho cha mẹ mình. Mà thường mình nghèo mà bị nói vậy buồn lắm. Tuổi tháng giỡn đâu đúng không? Đó nên Thấy trong cái cuộc đời này không Rất nhiều việc mà quý vị phải đối phó Nên người ta cầm tiền nó đã nặng nề rồi Mà còn nghi người ta nữa thì mệt lắm Nên những người trong chùa mình cầm tiền lo cho trong chùa Nhật Đức không có bao giờ quan tâm tới cái điều đó Nhật Đức nói, có thì lo cho chúng đàng hoàng chút Còn không có thì thôi Có thì lo cho đàng hoàng chút Không có thì thôi nó Nhưng mà quanh năm cũng sống ổn định mình trách nhiệm Nói chuyện này chuyện kia nhăn quả Ta quý mến mình ta cúng dường Có khi cúng dường vậy đó có, biết trong đó người ta cúng nhiều đâu Đưa qua cho mấy cô Lo cho mấy cụ Trong chùa làm việc này việc kia Để lợi ích cho người ta Giống như sắp sửa lễ dưới quan âm Đặt ba chục ngàn Cái máy nghe Pháp Năm trăm bộ tượng Phật một bộ bây giờ giá chót cũng một triệu 500 bộ Mấy vị coi Phải làm cho người ta Chứ tiền người ta đưa để làm gì Những đức là thích làm điều Tôi làm điều điều Tại vì nó gom lại Làm điều điều hết Xây chùa cũng xây Nuôi người cũng nuôi Làm tượng Phật cho người ta thờ Làm máy nghe Pháp tặng cho người ta Phóng sanh Chương trình người mù nó lo cho người ta ăn uống nó gạo dư ra chia chùm sớm chia cho phật tử làm điều hết luôn để làm chi để nó gom lại mình có chùa phải có con người chứ mình không có mình có chùa mình không có con người gì trong chùa nó buồn không có con người nó buồn lắm mà có con người mà không có chùa chỗ đâu ở nên phải làm điều hết nó từ tài thí thì giàu có Pháp thí thì thông minh trí tuệ Phóng sanh ăn chay là sức khỏe tuổi thọ kéo dài Đung vào ba chỗ này cố gắng làm Đúng không? Đó. Nên đó, Mình gặp được ngôi chùa Ông thầy ông giảng dạy cho mình gần gũi Đó là mừng lắm mấy vị Nên Có người hỏi Những đức Lo cho người già vậy mà thấy khỏe rồi quá nhà Đức nói Lỡ là đây làm dùm Làm dùm từng lễ đi biết Thử ừ, coi Xanh mặt xanh mày không biết Tôi là cũng có cái mạng nuôi người đó Thấy không Có cái mạng nuôi người không có giỡn đâu nghe Thế vị mà không có cái mạng nuôi người đi rồi bị biết Nuôi con mà còn khó lắm chi là nuôi người ta bình thường Phải có cái mạng nghe nên mình đi tu Sức gia Nhưng mình cũng phải làm cái gì đối với đất nước mình chút Tuy tôi sức gia Nhưng đối với đất nước của mình Tôi cũng làm chút gì với đất nước Bao nhiêu người già Ở đây nếu mà bây giờ họ không ở chùa mình Thì nhà nước cũng phải Lo cho họ và có chỗ ở cho họ chứ Đúng không? Đất nước chúng ta có những khi Cũng khi còn khó khăn Chúng ta mỗi một công dân làm được điều gì Thì mình phụ trợ đất nước mình chút Là ơn đất nước mà Nên những đức gầy dựng thêm cái nội bộ nuôi người già đó thấy chưa Gầy thêm nội bộ nuôi người già Bữa đó những đức ngồi nói chuyện với bà Thượng Tôi nói là thường nghĩ thiện pháp mà tôi tuy là tôi làm nhiều nhiều việc tôi cực vậy mà tôi thường nghĩ những việc tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi phải làm cái gì đó để khi tôi ra đi tôi cười cái tôi đi nghĩ vậy á nên như đức ngồi hòa thượng đức nói dạo tôi hòa thượng con thấy bên đó còn miếng đất bự quá hòa thượng phát tâm xây thêm ngôi chùa đó đi hòa thượng nó biết sao này nè bự dữ lắm bên đó đó gần đi viện thiện hòa không biết đắc bự lắm mình nói vậy đâu mà thường sáng thấy thôi à nhưng mà đó là thiện pháp trong lòng mình nghĩ đến hiểu <laughs> không tại vì cái duyên mình với công chúng giờ cũng lớn làm việc cho người ta làm cái gì thì nêu lên à, bây giờ đó là ý nghĩa đó thế làm lên rồi tiếp tục gầy dựng một nội bộ nuôi người già dù là cũng cực á lâu lâu cũng mệt á nhưng mà còn hơn là sau này già làm được Cực mà làm được sao không làm Để sau này mình già mình đâu có làm được đâu quý vị Vì tôi nuôi người già tôi nhìn rõ ràng người già rồi Hiểu không Nên á, Mình cứ thường nghĩ thiện pháp Làm làm thì thôi Nhưng mà nghĩ điều thiện Mình nghĩ nhiều điều thiện á Thì cái điều ác nó biến mất đi Còn mình không nghĩ điều thiện điều ác nó chen vô làm sao Nhưng mình phải thường nghĩ điều thiện Nó, Rồi lây quay thứ bảy chủ nhật thứ bảy mấy câu hỏi từng này thứ bảy nấu cái gì cho lớp đạo làm con ăn thầy cái gì những đức cũng phải sắp xếp nghe vì sao không sắp xếp bỏ đại có ngày có chuyện con gái không có đơn giản đâu à. người nữ không có đơn giản họ nếu mà người mình khéo khéo léo quản lý thì họ giỏi và đặc biệt và ngoan lắm nhưng mà mình thấy họ được được mà mình xả cổng cho họ là có ngày nó mọc nanh Phụ nữ nó vậy đó Đừng có thấy nó hiền Nó chuyện ngọt ngọt ở sau lưng mình là khác Bởi vì mình làm chồng á, mình phải nghĩ Người phụ nữ mình phải hiểu tính Trước mặt mình á, anh Mình đi làm gì anh Nhưng mà mình đi coi chừng nó nhà anh ăn hiếp cha mẹ mình đó Mình phải đi hỏi chờm sớm, đi tìm hiểu cho kỹ mình tìm hiểu có vợ mình nó có ăn hiếp cha mẹ mình không mình là người đàn ông vậy đó Vợ nó không dám Mình mình cứ găng nó hoài Nhớ kỹ nghe Em chỉ cần thương cha mẹ tôi nhiệt tình Thì cỡ nào Tôi cũng thương em Tôi không có một chút gì Mà hẹp hòi với em đâu Nhưng nếu hỗn ẩu hà hiếp mẹ cha tôi Đừng có trách tôi Nhớ kỹ Hãy nói vậy đó người phụ nữ nó biết sợ nó biết người đàn ông này không đơn giản sợ nên những đức mà bên cạnh những đức bao nhiêu người nữ những đức nói hoài thật lòng đi thì sẽ đặc biệt lắm còn giả dối là kẹt á đối với tôi nhớ nghe tôi thoải mái tôi rộng rãi nhưng mà trở mặt là kinh lắm á đừng có chết nghe nên họ sợ những đức là những đức không bao giờ nhìn ngó nói chuyện tới ừ. Người Nhân Đức là vậy đó Khi gần gũi nói chuyện vui lắm Nhưng mà Phật lòng nhà Đức không vừa bụng là những Đức cho qua một bên Đứng qua một bên Rồi khỏi cần nói tới nữa Cái đó nó nó, nó, nó nặng lắm nó vi vị Nó không đơn giản đâu Như một cái Cái cây mà không được tưới tẩm nước noi nữa Thì chỉ có con đường héo hon Và chết à, Hiểu chưa? thà giết cái còn đỡ hơn là để cho heo họ chết từ từ <laughs> cái đó mới đài đọ đó quý vị nên có những cái mối đạo á người ta khi mà người ta giết một con vật là một dao chí mạng có đó cũng là tâm từ bi vì tôi còn ăn thịt nhưng mà một dao chí mạng còn nếu như mà bây giờ bạn đem nó ra bạn cắt từ miếng thịt đây là bạn ác quá nên có cái ông đó mua con rùa về ông ăn thịt Mà rùa thì sống dai lắm Đầu tiên là ông cắt một miếng thịt của con rùa Con rùa tới 8 kg Ông cắt một miếng thịt ông ăn Xong lấy voi ông chét lại cầm áo Xong vài bữa ông cắt thêm khúc nữa ông ăn rồi ông lấy voi ông chét lại mà con rùa ông ăn 9 ngày Cuối cùng là quyết định con rùa là gì? Là chắc đầu rùa mới chết Rùa sống dai lắm Chắc đầu rùa rùa mới chết các vị biết rằng sau này Cơ thể ông bị tháo khớp chín lần Cuối cùng chết Đây là câu chuyện đọc rõ ràng luôn Một con cua kẹp nhẹ thôi mà cũng tháo khớp Ông tháo khớp 9 lần Từng khúc, từng khúc, từng khúc tháo ra hết Cái quả báo hiện đời cho ông Và chết đi còn phải đọa tam đồ ác đạo Cái này mới đáng sợ Nên mỗi một con người mình khi nhận thức được những việc này vậy vị mình sống phải có tâm thiện phải có tâm thiện nhưng mà đối với con người đã không được thì chúng ta không hận thù gì nhưng cho qua thay vì không được thì cho qua Nà, không cần để ý tớ cho qua đi cũng không hận thù Mà cũng không nói gì tớ cho qua Nà, nên những đức sống vậy đó nên đối với các cô trong chùa thì những đức nói có cơ hội làm việc cho tam bảo thiên thờ địa lợi nhắn hòa để làm gì có chúng sanh mở tâm lượng ra Nó là chị em mở tâm lượng ra nên bên chùa hộ pháp có cô liên bạch nên đức thường nói cô cầm tiền là cầm tiền của tam bảo xài đúng nơi đúng chỗ khi người ta lợn người ta hỏi tiền hỏi thầy tiếng nhưng mà đừng có bao giờ hà khắc với người ta đừng có hỗn với người ta đừng có ỷ lại mình cầm tiền rồi người ta hỏi tiền mình mình chử người ta cái hành động đó là cô đọ địa ngục mình chỉ là người có trách nhiệm cầm chứ không phải là mình hà khắc với người ta nên những đức lựa cái người làm vị trí đó phải hiền mà không biết buồn dặn la mà chịu đựng được để cho chúng trong chùa đừng có bị họ ăn hiếp chứ nếu như những đức không có góc độ đưa nhỏ nào đẹp đẹp một chút mà những đức không có cái tâm nhìn được con nhỏ đó nó hẹp hòi ích kỷ trước mặt mình thì thay thay nhưng sau lưng mình đi qua đây bên kia nó hà khắc nó chửi rủa mấy bà già nó được quyền mà ai lỡ hỏi tiền nó là nó chửi nó la người ta nếu những đứa không có góc độ đó thì khổ rồi cái thấy rõ ràng không nên ý những đứa muốn nói những điều này Cho bị nghe trong một công ty xí nghiệp gia đình gì cũng vậy đoàn thể mình giao trách nhiệm cho một con người mình phải dạy họ là đừng có bao giờ Trước mặt thì quét Mà sau lưng thì xả Để cho mình dọn Mình kính trọng người trên là đừng có bài ra Cho người trên đi xả đi, 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 đi dọn nhà Cực lắm Nên cỡ nào cỡ chùa của mình Cái người trong chùa mình không có tệ Vì cỡ nào cũng như một đại gia đình Sống với nhau quý việc Nhiệt tình hết mình lo cho nhau Nên những đức nói rằng chùa của mình Tất cả người trong chùa mình Nếu như có một người nào mà xin quý vị một cái gì người này không phải người trong chùa chúng ta nhớ kỹ nghe có nghĩa là tất cả những người sống với những đức là chắc chắn là từ đủ đến sống được không bao giờ thiếu và khổ chắc chắn quý vị luôn lo cực lực lo hết mình mà mình tôi thôi mình tôi là làm việc này thôi nó, ai cũng dường gì thùng tam bảo Hoặc đưa cho tôi là chỉ có một người thôi Hoặc là hòa thượng Hai người thôi Là chùa yên nhất luôn quý vị Còn nếu ai cũng đụng vô chuyện này Phải phiền phức không Sao quản lý được đó Nên chùa mình bao điểm chùa đông gì Mà nó yên được Là nó phải có quy tắc Mà có người cần phải nghĩ thiện pháp Làm việc lợi ích cho người ta nó, Nên nó thứ bảy hỏi nấu cái gì Nó chị món đó, 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 đó vậy đó Ừ, uống nước gì Nước đó đó Thôi từng này thôi uống nước này tự chùa pha đi Từng này thôi mua xì tin mấy đứa nhỏ uống đi Mấy nhỏ gái á, nó phải uống xì tin Chị nó uống xì tin nó ngậm ngậm cái môi lại nó môi nó đỏ lên nó, Nên nó phải uống xì tin mấy nhỏ gái nó phải đẹp mà Hiểu không? Đó Nên từ nơi đó, đó tuổi trẻ nó thích vậy đó nó Rồi lây quay Trung thu tới nè Trung thu tới Mà trung thu kỳ này á Là cho ca sĩ hát dữ lắm Kỳ này á là Ca sĩ Quách Tướng Du đồ đến hát nữa Tại vì họ cũng thích Cái vàng đó hát á Nó sẽ có một số fan hâm mộ đi đến Sẵn cái đà đó giảng pháp cho nó nghe Hiểu không? Đó nó vô cái chương trình chùa mình đi lễ lọc một ngày bốn thờ, mình giảng pháp xong có thêm thờ mà người ta hát đó những thờ kia vị thấy những đức làm gì rõ ràng không? giảng pháp là một cái leo giảng pháp, hát là một leo hát, cho nên ông có chen vô một ngày ba bốn thờ. Nếu những đức mà không khéo, bốn thờ kia mỗi thờ những đức cho hai người hai người hát là nó làm nó làm không có ổn định cái thời khóa tu, nên những đức chỉ đúng cái thời buổi trưa, thời buổi trưa đó là để mình kèm vô và mình đi song hành cùng với công chúng xã hội để mình đem vào pháp mình len lỏi để mà đổ sanh vào những địa, điểm mà mình không vô được đúng không đó là nghĩ thiện pháp đó quý vị nên những gì những đức làm chúng phải nghe phải hiểu chứ không hiểu nói tờ ông thầy đức lúc này sao, sao lo quá hồi đó tới giờ không hát mà sao bây giờ hát giữ y trậu? hồi xưa giờ không có hát dòng do mà bây giờ đến lúc chơi hát là phải ca sĩ nổi tiếng qua hậu đồ hát Đúng không? Không làm mà thôi làm làm tớ luôn á Nói vị biết cái gì nó mới đặc biệt Nó giống như cái bài hát của uh, Dương Ngọc Thái Có đưa lên cái trang của mình mà có hai ba ngày đâu mà Ba trăm mấy chục ngàn người cối. Vì thấy như nội coi vậy thôi mình biết là chúng sanh Đúng là nó nó phái hát Nó phái nghe hát Đúng không? Buổi giảng mình chủ nhật này cho bây giờ lên già cao lắm Vài chục ngàn người là dữ lắm nhưng mà cái bài hát của họ có 3 ngày thôi Mà 300 ngàn người Hơn 300 ngàn người nghe Vì mà mình không khéo léo đem Phật Pháp bỏ vô một chút Bắt nó niệm Phật Cho người ta nghe Quý vị nghe hát đi Rồi quý vị nghe cái bình luận của người nghe hát đi Rồi bị biết liền Nó bình luận tá lạ âm binh còn cái Phật tử mình bình luận là Ta nói Phật Pháp, người ta niệm Ai với Đà Phật Nam Môi Đà Phật, là Phật tử Còn cái người nghe hát, cái đố mà nó ghi chữ Nam Môi với Đà Phật đó. Mà có nhiều người còn bình luận tàu lao nữa Thì mình thấy như vậy nên mình mới cho ca sĩ nó niệm vài câu vật hiệu Rồi mình kèm vài câu vật pháp mình bỏ vào Để cỡ nào thì nó cũng phải nghe Đó, tội nghiệp hỏi vị u. Nó Đó, mình phải sống với nghĩ thiện pháp cái tâm mình vậy đó Nó có phước có duyên Nên những đức nói người trong chùa mình nghe những đức hoài Mà không mở cái tâm lượng ra là thua nhất là nữ với nữ với nhau nó 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 ganh tị lắm mới bị thôi. Bây giờ với cái chùa này ganh tị chùa kia, chùa kia ganh tị chùa nọ, bao bốn điểm chùa. Nội bộ á chị em nó làm nó nghĩ mình thương bên này nhiều bên kia ít. Trời ơi, nó ghê lắm đâu phải vậy. Tu tu chứ. Nếu mà nó không ganh tị thì sao nói là phàm phu? Nó phải vậy rồi mình phải len lỏi trong đó mà mình sống. Nó là vàng thao lẳng lộn mà mình vàng gì thì mình tự biết tự mình khéo léo đặt mình vào vị trí nào còn sống thì phải trà trộn mà sống chứ kiếm mồi ngon không đâu mà có ngon hoài cho mình nếu mình sống với mọi người trong cuộc đời này mình luôn luôn mình chọn cái ngon không mà còn cái dở đưa cho người ta mình chơi vậy mình hẹp hòi quá mình phải làm sao mà vô tay mình á mồi không thơm mà nó cũng thành thơm á vậy nó mới hay chứ ngày xưa mà tôi mới đi xuống đây á bên cạnh tôi là được lựa ra già nào á mà hơi quậy quậy đồ đưa cho tôi nó phải ông vô tay tôi thành binh chiến không làm nên sự nghiệp đó cái quan trọng của bạn á bạn đừng có nói rằng người giỏi đi theo bạn là bạn thành công chưa chắc nếu bạn lãnh đạo dở thì dù người giỏi đi theo bạn cũng tiêu nữa còn bạn mà tình người với người ta dở nó cũng thành giỏi nữa nó bị cảm hóa quý vị à? cảm hóa những đức nói tu hành đừng có nói cái chữ buông xả là bỏ tình cảm bày càng tu phải càng có tình cảm chúng sanh nó phái có tình cảm thì hãy tình cảm với nó đi bạn tình cảm với nó mà hơn người khác á thí dụ như mấy cô á chồng mấy cô tình cảm với mấy cô mấy cô gặp tôi tôi thương còn hơn chồng mấy cô thương Vậy thì mấy cô mới nghe tôi giảng Nó ở nhà làm vợ cho đàng hoàng Nhưng mà một phần họ nghĩ đến mình để họ nghe Pháp Nên mới độ được hỏi vị ơi Kính lại Phật Di Đà, Phật Di Đà. con nay xin, xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung thân thể không đau bệnh Kính lại, kính lại Phật Di Đà Con nay xin phát nguyện xin phát Thường xuyên đảnh lễ Ngài Cho, Cho đến lúc lâm chung Tâm hồn không hôn mê, Tâm hồn không hôn mê. Kính, lại kính lại Phật Di Đà Con nay xin phát nguyện xin phát Thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến, cho đến lúc lâm chung không tham đắm ngũ dục. dục kính lại phật di đà, phật di đà. con nay xin, xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho, cho đến lúc lâm chung tâm niệm phật di đà, phật di đà. kính lại phật di đà con nay xin phát nguyện Con xin phát Thường xuyên đảnh lễ Ngài Cho đến lúc lâm chung Xả ly ta bà khổ Kính lại Phật Di Đà, Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện Con xin phát Thường xuyên đảnh lễ Ngài Cho đến lúc lâm chung Hăng nguyện, hăng nguyện về thịnh độ kính lại Phật Di Đà, Phật đà. Con, nay con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ, xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung con, con thấy kim thắng Phật kính lại Phật Di đà. Đà. đà con nay xin phát nguyện Thường xuyên, đảnh lễ ngài. thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung, cho đến lúc lâm chung. phật phóng quang nhiếp, nhiếp độ kính lại phật di đà, kính phật di đà. con nay xin phát nguyện, xin phát nguyện. Thường, xuyên thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung, lúc lâm chung. liên qua con quá sanh Kính lại, Phật Di Đà. kính lại Phật Di Đà con nay xin phát nguyện con này xin phát thường, xuyên đảnh lễ ngài. thường xuyên đảnh lễ ngài khi vạn sanh tịnh độ hoa, hoa nở tâm khai ngộ kính lại Phật Di Đà, Phật Di Đà. con nay xin phát nguyện xin phát thường xuyên đảnh lễ ngài khi vạn, sanh tịnh độ, khi vạn sanh tịnh độ chứng ngộ pháp vô sanh, chứng ngộ pháp vô sanh kính lại phật di đà, đà con nay xin phát nguyện xin phát đà, thường xuyên đảnh lễ ngài khi, khi vạn sanh tịnh độ chống viên thành toàn giác, toàn giác. À, chúng ta phát nguyện niệm phật cả đời tính nguyện kiên cố để cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. Ai dư đạo Phật. Nguyện đem công đức đầy hướng về không tất cả Để tử và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ Thứ Bảy cộng Thu, à, Chủ Nhật thì bên hộ Pháp. Công đức của đại chúng à, niệm Phật, dù là thời địa chung hai chục phút, nhưng mà công đức này lớn lắm. Nên chúng ta về đây à, niệm Phật, nghe Pháp, à, phóng sanh cũng đi thực. Rất là nhiều người nữ mình ở đây có khi mình cũng mang nghiệp phá thai. Nên mình đi đâu hương linh thai nhi, chúng ta cũng đi theo đó nên à, mình đi về chùa vì niệm Phật nghe pháp nó cũng đi theo thì cái công đức này người ta cũng được hưởng nhờ lớn lắm nhất là nghe pháp nó cởi mở tâm tư quý vị ơi. chứ không nghe pháp mà nó, niệm Phật nó không biết nên từ nơi đó mà nghe pháp cởi mở tâm tư nên nó không có buồn giận Quý vị coi gì sao mà nhận đức á, chia sẻ chia sẻ Phật pháp những đức cứ kêu đừng buồn giận là kêu quý vị mà kêu hương linh á khi họ buông quý vị ra lại bị khỏe dữ lắm còn ai mà họ chứa buông ra là nặng nề lắm Giống như vị cái gì đó, nặng nề mà vị không có giải thích được đâu Nhưng mà đó là cái cảnh giới quan gia Nó bám víu mình nặng nề Nên có những người mình đi chùa xong mình về ở nhà sơn Là người ta buông bớt Còn khi vị mà không tu cái nó nặng lại Nó vậy đó Nên từ nơi đó mà mình đem cái công đức tu tập này nè mình hồi hướng cầu an trên là hòa thượng viện chủ vì nhờ ngày xây chùa mà mình mới về đây mình có chỗ nương tựa mình tu. Rồi mình hồi hướng cho toàn thể đại chúng. Nhờ có đại chúng mà mới có cái cái pháp hội tu gì. Rồi hồi hướng cho gia quý quý vị và tất cả chúng sanh được cái công đức này mà hưởng thì được bình an. Tự nhiên như một cơn gió thổi ngang cảm thấy mát mẻ. Mình nghĩ tới người ta gì nó cũng có cái phước báo. Tự nhiên chợt tỉnh thì tự nhiên người ta gặp Phật pháp nhờ cái duyên hồi hướng rồi chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ ông bà cha mẹ anh chị em chúng ta trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn thập nhị loại cô hồn ngạo quỷ hà sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị và tất cả những người mà chết chưa được siêu thoát Nhưng gia đình mình cũng có nhiều người cũng chết chưa siêu thoát lắm những gia đình mà chết vì uống thuốc sâu tự tử Treo cổ hay tai nạn gì chết Người ta còn vất vơ vất vượng khổ Nên mỗi lần mình đi vô chùa tu mình hồi hướng gì Hương Linh năm mừng Rất là mừng Nên mình hồi hướng cho họ Và nên phát nguyện Nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc Về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui Không còn khổ đau như ở cõi ta bà này Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát như đặng phật tự chung, ngã kim thi như cung tự thực biên thập phương nhất tiết phật tự cộng nguyên dị tự công đức phố cập nhật thiết ngã đặng dự phật tự giai cộng thành vẫn đạo như đặng ngô tình chung ngã kim thi như cung tự thực biên thập phương nhất tiết hữu tình cộng Nguyện vị tử công đức vô cập mơ nhật thiệt, Ngà đặng dự hữu tình Giai cộng thành vận đào Nhớ đăng hồ chung ngã kim tí nhự cung tự thực biến tập vương Nhất tiết cô hồn không Nguyện vị tử công đức vô cập mơ nhật thiệt, Cô hồn giai cộng thành vận đào An một lục lăng ta bà ha an một lục lăng ta bà ha ta bà ha án ngã nga nắng tam bà và việc nhật ra hồng án ngã nga nắng tam bà việc nhật ra hồng bà và việc nhật ra hồng gia trì chú thực diệu dạ đà Tiến thiệu thành đá dây bạo mạng Nam mô xá -sa sanh tham Bồ Tát Nam mô xá -sa sanh tham Bồ Tát Nam mô xá -sa sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát Gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng Nam mô xá -sa sanh tham Bồ Tát Gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng Nam mô xá -sa sanh tham Bồ Tát Gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xã -sa sanh tham bồ tát nam mô sáng -sa sanh tham bồ tát nam mô xã -sa sanh tham bồ tát ma tát cô hồn ơi hương linh ơi chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi thập nhị loài cô hồn ơi Ú vị vô danh Thầy Nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành. Con này sinh pháp nguyện vạn sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ Nam mô Tây phương cực lạc, là... A-di-đà-phật. A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. A di đà phật 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 di đà Phật A di đà Phật A di đà Phật Chúng ta làm lễ phóng sanh quý vị à, Mỗi tuần mình về đây mà được dự cái lễ phóng sanh Thì biết rằng là Chúng ta đến cái cõi này mà bệnh đau và Những người sống thì khỏe và tuổi thọ Những người thì bệnh đau chết yếu là từ, từ do cái nghiệp sát sanh Nếu ai sát sanh nhiều trong những đời kiếp trước Dù bây giờ mình có được thân người Nhưng mà thân thể bệnh đau, ẹo ảo, khó nuôi, chết yếu Còn những người mà ăn chay phóng sanh Thì người ta được sức khỏe, tuổi thọ kéo dài Nên vì thấy rõ ràng trong cái cõi đời này có người sống thọ Còn những người chết yếu thế chứ Nên từ nơi đó mà chúng ta về đây mà được giữ cái lễ phóng sanh Quý vị phát tâm từ bi ăn chay trường và con ruồi, con mũi, con kiến mình cũng không dám giết nữa Hồi đó còn mua cái loại gì đó Để mà bắt con mũi khi mình ngủ Hoặc là cái loại gì cho khói cho nó chết mũi á Thôi bây giờ từ hôm nay mình nghe đạo rồi Phật dạy tứ sanh phụ mẫu Thôi đừng có giấc ngủ của mình mà Nó chích miếng mũi, miếng, miếng, máu cũng có, <laughs> có chết tay nào đâu Thôi từ hôm nay không có dám sát sanh nữa nghe Nó mình để bình thường đi và vậy thì tức khắc cái tâm từ bi mình nó phát lên nghe quý vị. Đặc biệt lắm. Nên chúng ta đọc Tam Quy y xong mình thả mấy con chim cu. Quy y Phật không độ địa ngục, quy y Pháp không độ ngạ quỷ, quy y Tăng không độ bàn sanh. Quy y Phật không độ địa ngục, quy y Pháp không độ ngạ quỷ, quy y Tăng không độ bàn sanh. Quy y Phật không độ địa ngục, quy y Pháp không độ ngạ quỷ, quy Tăng không độ bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay để thả chim nha. A di đà phật 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 A Di Đà A Di Đà Phật 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 nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ